cơ hội cho đội chủ nhà. Lại là một tình huống đột phá mượn của Lenny Daniel. Tiếp lại vừa là dẫn trước. Và cái bóng rất tốt rồi cho Simonson. Một pha bóng quen thuộc của áo số 8 bên phía đội chủ nhà Sài Gòn X. Nhưng lần này thì Joshua đã lại cướp được bóng. Và lại là một khúc đổ đẹp bắt nữa của Joshua. Và lực đổ không thành công của Lenny. Nhưng hai bên quay thân đã cướp được bóng, vẫn là Lenny. Thêm 2 điểm nữa cho Sài Gòn X. Và đang bị hai bên quay thân bắt rất sát. Cú đâm xa của Sir Oliver rất chính xác. 3 điểm cho Kasuchu. Lại là Cedric Oliver với một cú đếm xà. Và một lần nữa anh đã thành công. Hai cú đếm xà thành công. Để Ano thêm 2 điểm cho đội chủ nhà. 25-26. Một đấu thành công của số 2 Lưu Trung Quân. Và Nguyễn Thanh Dân cũng ngay sau đó ghi thêm 2 điểm. Gateway. Joshua Munson một lần nữa cứ bóng thành công. Và lại là cú đổ bóng bay đẹp bắt của Joshua Munson. Về phía Sài Gòn X. Và Joshua Munson đã lại cứ được bóng. Và phối hợp với Biano. 2 điểm nữa cho Sài Gòn X. Và nữa. Cedric Oliver một pha đánh xa thành công 35-35. Hai bên quan tâm. Bốn trả thành công qua bên quan tâm. Cú đá xa của Munson, bóng đá vào đổ. Và là bóng chính xác của Joshua Munson. Và đổ thành công của Munson. Và thêm 2 điểm nữa cho Sài Gòn X. Để rất hồn. Để rất hồn vẫn đang đi đến cho Kasuchu. Mặc dù anh thì Hamin quan tâm và rất xác. Cú bóng của Lenny, bóng đá vào đổ. Và Lenny Daniel đã giúp cho Sài Gòn X tái lập khoảng cách 10 điểm với hai bên. Rất hồn. Và phối hợp rất tốt của các cầu thủ Kasuchu. Chúng ta thấy đây là một tình huống mà Kasuchu đã Lenny Daniel không thể vượt qua được đây rất hồn. Wesley Su cơ hội cho các cầu thủ Kasuchu. Và lại là tình huống ghi điểm của Cedric Oliver. Cedric Oliver để rất hồn. Bóng đã rơi vào trong rổ. Thêm 2 điểm cho Kasuchu. Cú đấm xa của Munson, bóng đá vào rổ. Thêm 3 điểm nữa cho Sài Gòn X. Hai bên quan tâm. 2 điểm nữa cho Sài Gòn X. Lại một cú đấm xa của Munson và bóng đá lại vào rổ. Sự tự tin đã trở lại. Tiếp đã cứ được bóng. Lenny Daniel. Một tình huống xử lý rất khôn khéo Lenny Daniel để tránh khỏi sự truy cản của Wesley Su. Daniel đã cướp được bóng. Rồi cho Sài Gòn hết. Hai bên quan tâm. Một pha bóng rất đẹp bắt giữa Daniel và bên quan tâm. Đây là Joshua Munson. Pha lỗ thành công của Munson. Munson một quả đánh xa và bóng đã lại vào rổ. Thêm 3 điểm cho Sài Gòn X. Lại là Joshua Munson. Lại là một quả ném xa. Và bóng đá lại vào rổ. Rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Oliver. Vẫn đang là các cầu thủ Kasuchu. Và họ đang ghi điểm, đó là tình huống tiếp viện của David Hồ. Jayway. Jayway đã được tích nữa. Joshua Munson lại là một pha ném bóng quanh. Và bóng đá vào rổ. Thấy một pha ném xa thành công nữa của Munson. Cũng đóng rất tốt của Lenny Daniel. Nhưng sau đó thì David Hồ đã có pha úp rổ để giúp cho Lenny Daniel pha đột phá. Và 2 điểm cho đội chủ nhà Sài Gòn X. Và lỗ thành công của Lenny Daniel. Đây rất
后腿反身杀，有罗伯克，把枪奥逊拦住一点，叫塞维奥利弗，叫叫加苏苏，红发罗耶耶得一点，还Thành Nhân, 3 điểm của Nguyễn Thành Nhân ở trong đấu này. Đó là điểm thứ 4 của Nguyễn Thành Nhân ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và đánh giá của Trang Hoa Chu thành công. Thêm 3 điểm của Ano. Và đột phá của Ano. Quả lướt rất đẹp bắt của Lenny Daniel. Và chúng ta thấy sự mạnh mẽ của Lenny Daniel đã làm sụp cả khổng lồ tại nhà đấu CS. Một cú ốp rổ rất mạnh mẽ của Lenny Daniel.Và cột rổ đã bị sập xuống. Đó là một vòng huyền thoại tại giải ACA là Shaquille O'Neal, người cũng đã từng rất nhiều lần làm sập cột rổ tại các trận đấu ở NBA.